đôi tay run run ôm con tim đầy vết xước, ta lạc mất nhau. Nếu có ngày sau ai sẽ thấy em yêu lại anh. Trong một cái thị trường âm nhạc mà bây giờ những cái điều trendy nó rất là khác xa hoàn toàn với những gì đang làm, thì em đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ và em không có là mong đợi là bản thân bài hát mình có thể trend, có thể lên top trending hay không, có thể nằm trong bảng xếp hạng hay không. Nhưng mà cái lần trở lại này á, em lại cảm thấy rất là tâm đắc. Bởi vì sao? Vì em làm, thứ nhất là em hát cái thể loại và cái sức chất tự sự theo đúng như cái giọng hát của em. Và chị Mai Phi đã viết ra một cái bài hát rất là hợp với giọng em nên em rất là vui vì đó. Thứ hai nữa là em hát chính cảm xúc của mình vừa mới bước qua những cái đổ vỡ, và em mang những cái cảm xúc đó em rót vào ca khúc của em. Và em nghĩ là chỉ có cảm xúc thật của người nghệ sĩ mới chạm đến được trái tim khán giả thôi. Buổi chiều hôm ấy mình ngược hướng nhau, chẳng thể quay lại được phút đau. Cuộc đời dạy em không hờn ghen biết thứ tha, tình yêu dạy em biết thương cho thân mình. Nếu như mà trong cuộc tình của em có xuất hiện người thứ ba, hoặc là khi em phát hiện ra em bị đẩy vào thế người thứ ba, thì thực sự lúc đó em cảm thấy rất căm hận. Vì đối với em cái định nghĩa người thứ ba là một cái định nghĩa gọi là hoàn toàn là ngoài cái từ điển trong đầu em. Nhưng mà công nhận, em phải công nhận là khi mà anh Phúc đưa ra cái kịch bản này thì em cũng có ngồi suy nghĩ. Bởi vì là ở trong tình yêu phụ nữ luôn khổ, kể cả là có người thứ nhất, thứ hai, thứ ba đi chăng nữa, phụ nữ luôn là người khổ hơn đàn ông. Nên là khi em làm cái MV này ở vị trí người thứ ba, em cũng muốn hiểu được tâm trạng của một cô gái vô tình vướng vào cái lưới tình của một người đàn ông đã có chủ rồi, đã có người yêu rồi, nó sẽ như thế nào. Có nghĩa là cái tâm lý của em ở ngoài đời á, em cũng không trách người thứ ba nào đó thực sự bước vào mối tình của em nữa. Em nghĩ là từ giây phút mà em đã bắt chấp nhận đóng vai người thứ ba trong cái MV này thì tâm lý của em nó cũng thay đổi. Em không giận cái cô gái thứ ba đó đã xen vào cuộc tình, mà em giận người đàn ông nhiều hơn. Dạ. Nghĩa là người sướng hai người khổ. Tất cả lỗi lầm là em cho rằng đó là người đàn ông. Em nghĩ vậy thôi. Bởi vì là nếu mà thực sự người đàn ông họ có bản lĩnh, họ có cái bản lĩnh và thật sự tình yêu của họ nó thực sự linh thiêng á, thì cái cô gái nó có chèo kéo như thế nào đi nữa cũng không có chuyện người thứ ba xảy ra.